Nếu như các bạn nhìn phần mặt trước thế này thì bạn có nhận ra đây là iPhone 13 hay iPhone 14 hay không? Mình nghĩ là rất khó, phải quay phần mặt lưng ra, bạn nhìn ở màu sắc thì mới biết được đây là iPhone 13 bởi vì cái màu đặc trưng của em nó. Còn iPhone 14 màu nó sẽ nhạt hơn và có phần sang hơn. Và chúng ta hãy cùng nhau nói về một vấn đề là iPhone 13 sẽ có những cái điểm gì đáng mua hơn iPhone 14 nhá, đang lệch nhau tầm khoảng 2 triệu đồng. Và chi tiết thì mời các bạn cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu. Mình là Công, tới từ Review OS. Mức giá chi tiết của iPhone 13 và iPhone 14 hiện tại mình tham khảo ở bên Di Động Việt. Mức giá đang rất tốt, vì vậy nếu như bạn nào quan tâm thì mình để đường link ở phần mô tả để các bạn tiện tham khảo nhé. Sorry anh em bởi vì bây giờ mình không cầm iPhone 14 ở trên tay, nhưng đây là những cái trải nghiệm của mình sau khi mình đã mượn được để sử dụng máy. Còn trên tay mình thì có iPhone 13. Và thực sự là cái điều mà khiến cho nhiều bạn muốn mua iPhone mới nhất đó chính là sự thay đổi về mặt ngoại hình, để khiến mọi người nhìn một phát là nhận ra máy của bạn luôn. Thì mình lại thấy rằng giữa iPhone 13 và iPhone 14 nó gần như không có điều này. Nếu như mà chỉ dựa vào màu sắc thì khó lắm, bởi vì không phải ai cũng biết được là màu sắc iPhone mới trông nó như thế nào. Ví dụ như khi các bạn mua một chiếc iPhone 11 và iPhone 12 đi, thì cái phần viền của chúng ta từ bo cong mà thành vuông vức thế này, đó, nhìn một phát nhận ra luôn. Nhưng mà từ 13 lên 14 này, mặt lưng vẫn hai camera đặt chéo giống như nhau. Rồi là một chiếc máy trông vẫn nhỏ nhắn xinh xắn giống thế này, mặt lưng bằng kính, khung viền bằng nhôm. Nó có thay đổi gì đâu, chỉ là cái phần màu sắc của chúng ta thôi. Và kể cả là về phần màn hình của máy ở ngay phía trước này, thì giữa iPhone 13 và iPhone 14 nó cũng không thay đổi gì cả. Mình thấy rằng là chất lượng hiển thị của iPhone 13 bây giờ vẫn đang còn rất là tốt, và thậm chí nó có phần tương đương với lại iPhone 14 luôn. Về cái mặt hiển thị giải trí xem phim của chúng ta không khác biệt gì nhiều. Tần số quét cao ở trên iPhone 14 cũng không có, và iPhone 13 tất nhiên là cũng chẳng có luôn. Rồi là nếu như các bạn còn nhớ thì ở trên iPhone 13 các bạn đã có màn hình OLED rồi. Độ sáng của màn hình này cao, chính vì vậy đủ sức để các bạn sử dụng kể cả điều kiện ngoài trời nắng luôn. Chỉ có điều các bạn cần lưu ý là với iPhone 13 chúng ta nên dán màn hình cho máy để hạn chế việc xước sát xảy ra. Theo như Apple nói thì iPhone 13 được phủ ceramic shield, iPhone 14 thì cũng như vậy. Nhưng mà cái lớp này nó chỉ hạn chế việc là các bạn bị tác động mạnh và gây ra vỡ màn hình thôi, chứ còn việc xước sát ở trên ceramic shield thì vẫn xảy ra rất là nhiều. Và vì vậy mình mới khuyên các bạn nên dán màn hình. Rồi, tổng hợp lại này là ở trong phần thiết kế thì giữa iPhone 13 và iPhone 14 nó không có sự chênh lệch với nhau, nên đây chưa phải điểm để các bạn nâng cấp. Và việc các bạn mua iPhone 13 tất nhiên các bạn tiết kiệm được về mặt kinh tế. Còn về mặt màn hình của chúng ta thì từ thông số tới trải nghiệm, iPhone 13 và iPhone 14 đều mang đến cho mình một trải nghiệm là giống như nhau. Và trong phần tiếp theo chúng ta cùng nhau bàn về vấn đề hiệu năng. Đều là con chip Apple A15 được trang bị ở trên iPhone 13 và iPhone 14. Nói một chút về hiệu năng của con chip này ở trên iPhone 13 nhé. Hiện tại các bạn vẫn có thể chơi được tất cả những tựa game của chúng ta như Genshin Impact hay là Liên Quân Mobile, PUBG Mobile ở trên iPhone 13 mà các bạn không gặp bất kỳ một trở ngại gì. Kể cả là vấn đề nhiệt độ ở trên Apple A15 thì mình thấy cũng khá là ổn. Nếu như mà anh em nào muốn chơi game lâu, các bạn sợ máy của bạn bị nóng thì bạn chỉ cần gắn thêm một cái sò lạnh thôi. Lúc đó máy của bạn đủ sức chơi max setting Genshin Impact mà không cần phải lo lắng vấn đề nhiệt độ. Còn về con chip Apple A15 ở trên chiếc iPhone 14 thì nó sẽ có cái sự khác biệt so với iPhone 13, đó chính là có thêm một nhân GPU. Có nghĩa là hiệu năng của nó về mặt lý thuyết là sẽ cao hơn, nhưng mà trong trải nghiệm thực tế thì mình thấy rằng là iPhone 13 hay iPhone 14 hiệu năng đều xem như nhau và đang rất là mạnh để các bạn thoải mái chơi game. Nói chung là trong phần hiệu năng anh em không cần phải lo là 13 hay là 14. Vậy thì mua 13 tiết kiệm kinh tế chứ, đúng không anh em? Và chúng ta sang phần tiếp theo nhá, đó chính là về camera. Nếu như mà chúng ta chỉ xét về mặt lý thuyết là thông số thì ở trên iPhone 13 và iPhone 14 đều là cụm camera 12 megapixel, cam chính, cam siêu rộng, không có cam tele. Nhưng mà tất nhiên ở trên iPhone 14 các bạn sẽ có kích thước cảm biến nó lớn hơn iPhone 13, đồng nghĩa với việc là có thể thu được nhiều chi tiết hơn, xử lý ảnh chụp thiếu sáng tốt hơn. Và cụ thể tốt hơn bao nhiêu phần trăm thì xin lỗi anh em là mình chưa kịp chụp bức ảnh ở đây cho các bạn nhìn. Nhưng mà các bạn hãy xem qua chất lượng ảnh chụp của iPhone 13 tại thời điểm này để các bạn đưa ra quyết định xem là iPhone 13 còn phù hợp hay không nhá. Mình đã có thử chụp ảnh bằng chiếc iPhone 13 và mình thấy rằng là chất lượng chụp ảnh của em nó hoàn toàn tương đương với iPhone 12 Pro Max. Có chăng là thua hơn một chút khi cho chụp ảnh thiếu sáng mà thôi. Bởi vì là ở trên máy không có cái cảm biến LiDAR nên chụp ảnh thiếu sáng kém hơn một tí. Chứ còn lại thì về chất lượng chụp ảnh vẫn khá là ngon, có hỗ trợ chụp night mode cho các bạn nào thích đi chụp đêm. Còn khi chụp ảnh ban ngày với lại iPhone 13 thì máy xử lý HDR mình thấy vẫn khá là ổn. Có thể cân bằng được tốt giữa khu vực vùng sáng, vùng tối, kể cả vùng trời của chúng ta hay tòa nhà đều được giữ lại hết. Và về khả năng quay video thì cũng là một ưu điểm được nhiều bạn lựa chọn iPhone chính vì cái lý do quay video này, thì iPhone 13 bây giờ mình thấy vẫn còn làm khá là ngon.
Và ở bên trong cảm biến camera của iPhone 13 được trang bị sẵn tính năng sensor shift để giúp các bạn chống rung khi chúng ta quay video. Còn khi các bạn nâng cấp lên iPhone 14 thì nó sẽ thêm một tầng nữa là có thêm tính năng action mode để anh em có thể chống rung bằng cả phần mềm và phần cứng một cách ngon nghẻ hơn, tốt hơn. Nhưng mà với iPhone 13 chống rung sensor shift thì mình cảm thấy cũng khá là ổn rồi. Ở trong điều kiện quay bình thường thì gần như mình không cần tripod, mình không cần gimbal, mình đứng một chỗ mình quay thế này, khung hình video của mình cho ra vẫn khá là ổn định. Bây giờ thì mời các bạn cùng mình tới phần cuối cùng ở trong video là về pin và sạc nhanh. Nói về sạc nhanh nhá, bằng nhau hết anh em ạ. iPhone thật sự là có cái trò sạc 30 phút đầy 50% pin, không biết công suất là bao nhiêu, kể cả là iPhone 14 Pro Max bây giờ thì vẫn cứ gán cái chữ đấy vào. Còn về thời lượng sử dụng pin thì mình đã có tham khảo một vài người đang sử dụng máy. Mình thấy rằng là giữa iPhone 13 và iPhone 14 có thời lượng sử dụng pin là tương đương với nhau. Với iPhone 13 này mà các bạn sử dụng kết hợp cả Wi-Fi, cả 4G, sử dụng cả chơi game, cả tác vụ công việc này kia thì on-screen của máy vẫn loanh quanh tầm từ 7-8 tiếng đồng hồ. Và mình thấy thời gian này thì khá là thoải mái cho đầy đủ nhu cầu của các bạn. Một chiếc máy nhỏ nhưng mà thời lượng sử dụng pin tốt. Cái thời lượng sử dụng pin của iPhone 13 có thể gọi là vượt trội so với iPhone 12 nha. Bạn nào định mua iPhone 12 thì nhớ lưu ý cái vấn đề này. Đến đây chúng ta cùng nhau tổng kết video lại nhá. Phần thiết kế và màn hình mình nói ở đầu rồi. Phần cấu hình của chúng ta, iPhone 14 nó có phần mạnh hơn nhưng nhỉnh hơn chỉ 1 nhân GPU. Phần camera sẽ là sự nâng cấp lớn nhất, đó chính là iPhone 14 có thêm nhiều tính năng camera mới so với là iPhone 13. Còn về phần pin giữa hai máy là hoàn toàn tương đương với nhau. Thực ra là iPhone 14 ấy, nó sẽ có thêm tính năng cảnh báo va chạm và tính năng nhắn tin với vệ tinh. Nhưng mà hai tính năng này thì mình cảm thấy nó chưa thực sự hữu ích tại Việt Nam nên tạm thời mình bỏ qua và không nhắc tới nó ở trên iPhone 14. Thì cái bài so sánh này của mình nếu như các bạn cảm thấy còn thiếu gì thì nhớ để phần bình luận cho mình cùng biết. Cũng như là sau khi xem xong video thì các bạn sẽ chọn iPhone 13 hay là bỏ thêm 2 triệu mua iPhone 14 thì nhớ để cho mình biết ở phần bình luận của video. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.